con đến từ đội của cô Hương Tràm và cô Tiên Cookie. Con rất là vui khi được cô Hương Tràm và cô Tiên Cookie đã bám chọn con. Lúc mà cô Tràm nói là giọng con rất là dày và để cô Tràm sẽ huấn luyện cho con hơn nữa, nên từ câu nói đó con rất là cảm thấy là cô Tràm rất là thương con và con cũng rất muốn về đội của cô Tràm. Cô Tràm và cô Tiên là một huấn luyện viên rất là dễ thương, ga lăng. Hai cô rất là thương con với lại các bạn. Cô dạy cho chúng con hát rất là nhiệt tình. Những lỗi nào sai cô không có la đâu, cô chỉ sửa lại. Cô nói rất là nhẹ nhàng. Hai cô cũng rất là dễ thương, cũng có lúc giỡn, có lúc hồng. Nhưng mà cũng có lúc cô rất là nghiêm túc. Cô Tràm không bắt con làm theo ý cô đâu. Cô chỉ cho con một cách rất là dễ dàng theo ý con, mà nếu con sai thì cô sẽ sửa lại cho con. Cô rất là thích cô Hương Tràm và cô Tiên Cookie. Cô Tràm, cô Tiên cũng nói là nếu mà ai gót thì đừng buồn. Cô Tràm cũng nói là phải tự tin lên, phải trình diễn cái bài của mình thật tốt, chia sẻ cho hai bạn kia để cho cái bài hát mình nó nổi bật trên sân khấu. Thể loại của con thích nhất là thể loại nhạc rock, nên con đã chọn bài Bão Đêm để thi. Trong gia đình, mẹ là người được đứng trên sân khấu đầu tiên. Và sau đó con thấy mẹ hát, con rất là thích hát, mẹ dạy lại cho con. Ba đã phát hiện giọng hát của con từ lúc mà con 5 tuổi, là ba con thường hay ca hát karaoke. Sau đó rồi ba con dạy cho con hát. Ba và mẹ dẫn con đi tới đoàn và con cũng rất là thích, rất là sung sướng khi được bước lên một cái sân khấu. Sở thích của con nhưng mà cũng kiếm tiền về cho gia đình. Con được trở thành một người ca sĩ được đứng trên một sân khấu lớn. Hồi nhỏ ba con thường cho con đi hát ở quán cà phê, nên từ đó là con bắt đầu dạng sân khấu rất là nhiều. Trường thì mấy bạn đều biết con đi hát ở Gánh Lô Tô. Các bạn cũng rất là ủng hộ cho con và cũng nói với con là sẽ cố gắng hát hay thêm nữa. Không đến sự ảnh hưởng đến việc học của con. Tại vì buổi sáng thì con đến trường, trưa về con học bài, ngủ, ăn cơm và buổi chiều con đi hát. Môn nào con cũng thích hết trơn, mà con thích nhất là môn âm nhạc. Con cần có năng khiếu vẽ, diễn xuất. Hai năng khiếu đó thôi. Và bây giờ con xin gửi tặng đến khán giả bài hát Bão Đêm. Bài hát này là con đã thi ở vòng giáo mặt. Tường áng mây chợt cuốn lấp bên trong mơ, mình cha đứng trong tranh gạt. Nỗi đau nước mắt cứ rơi rồng trong bao đêm. Từ ngang mây chợt cuốn lấp anh trăng mơ, mình cha đứng trong tranh gạt nỗi đau, nước mắt cứ rơi dòng trong bao đêm. Sắp tới vòng đối đầu rồi, mong mọi người hãy ủng hộ cho con cũng như ủng hộ cho đội của cô Tiên Cookie và cô Hương Tràm. Và cảm ơn khán giả đã theo dõi con trong thời gian qua.